Hello, cả nhà. Hey, tới rồi cả nhà, kéo nhau đi camping. Đúng rồi, đi camping tôi có đắt cả đường. Có ngồi nhiều cả nhà cỡ không phải đâu. 45 phút. Không phải đâu các nhà ơi. Jerry Garden. Không phải như rồi gia đình đâu. Tập trung. Mùa này dưới San Jose thành phố San Jose mình nóng lắm. Bay lên đây là tôi nói bao mát luôn. Wow, vô cái khu kem sao nhìn đẹp dữ. Cổng nè. Đúng không? Ủa có trò chơi cho con gái, con gái nó kìa. Có khu trò chơi kìa bên tay trái. Đó, khu trò chơi bên kia kìa. Không muốn chơi đây. Ok, chút xuống. Ồ, khu này ngon á. Basketball. Wow. Basketball. Ở dưới này là như suối nè. Thấy không? Mami ơi. Mami cái mẹ con bị lộ mà. Con kia có bò nữa kìa. Suối bò đúng mà không? Bò cái đó là basketball. Nhưng mà khu này khu chơi nè, khu camping của mình ở trong nữa. Ồ, trên này nhà, mấy cái nhà trên đây là đẹp quá hả? Cho thuê này. Nhà sàn, ô đẹp quá ha. Khu này cây rậm rồi, ở mát lạnh nè. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Đẹp á, khu này ngon á, chưa gì đã thấy ngon rồi đó. Thấy ăn tiền hả? ăn tiền. Đầu ngay cửa này để người check in vô nè. Show ra cái mình đã đặt chỗ. Cái mình đặt chỗ là mèo nè. Thẳng vô camera. Cam gửi nè. Show cho nó coi rồi đi vô thôi. Vô. Anh Vũ ơi, đầu đóng cửa xe lại chưa em chưa? Đừng có xe trong cốc nha. Xuống xe. Thôi rồi. Người thì xuống xe, cửa không đóng, giờ bắt tài xế là ra đóng. Anh Vũ ơi, đóng xe chưa? Ở trong cái cửa của mình. Ủa chứ người ta đang đứng ngoài camera rồi muốn nữa. Anh cứ nghe anh Vũ ơi là tao nói tới công chuyện à. Anh Vũ ơi, thấy bộ sai vậy đó. Ok, đi ra chơi không? Con trời ơi, nhìn cái cây đồ nó mát kìa, mà tao nó còn nóng hơn à. Ở đây còn nóng hơn với mình nữa. Từ nó mát. Ok, chờ chờ. Rồi lấy thịt tao ra, để thịt này đã chín hết. Nhưng mà nãy giờ mình bật máy lạnh nè. Trứng gà rồi nè. Đó. Rồi đợt sinh viên có cái đàn guitar nè. Tối nay là biểu diễn luôn. Không muốn coi chơi là chơi. Thì đem ra đi. Để cho đây. Dưới này ở đây nóng cũng không khác gì ở trên mình. Cay quá trời luôn mà nó nóng dê kêu. Có suối, có suối. Có suối luôn mọi người ơi. Suối hơi bị sâu à. Đi xuống hơi khó đi. Enjoy. Hello bà bầu. Nóng quá nóng nè. Vận chuyển đồ xuống. Đây là đồ ăn thức uống rồi. Nên xuống này đầy đủ đó. Chữa lành đi, nóng đợt quá. Lấn kính. Tin. Có. À, bên này ở giờ bữa ơi, không có thay đồ. Con chơi đi, mẹ có đem đồ. Bên này mùi đời, con nhúng vô cho xô đi nha. Giúp cho cái xô đó con. Có, mẹ có đem đồ. Con chơi đi. Trời ơi. Tiến chỉ em ơi. Tiến chỉ cho em mở nước sao con. Đừng có bắn vô tay con. Tiến chỉ cho mở cho Choli chơi súng đi con. Đừng có bắn vô mặt, ok. Đừng có bắn vô mặt, body, ok. Đừng có đừng. Don't shoot on your face, ok. Trứng nè đó, trứng nóng cỡ này tự ấp la luôn rồi.
chứ không phải bỏ anh xe ra mặt à, bỏ trong đây nè nhổ bỏ trong tủ mình chưa ăn đâu mà mai mới ăn thôi. Tủ riêng nha. Đâu đâu tủ riêng đâu mở tủ riêng đi coi chung tủ xịn đâu đàng hoàng bắt nhốt đây nhốt nhốt ong quên lên được kia đi qua khỏi này hạ xuống rồi đi tham quan một vòng cái khu này. Nhìn thấy cây nhiều chứ mà sao hôm nay nó nóng không có gió. Đi trên này đi lên. Ngay chỗ này cũng mát. Ở dưới này là suối. Wow, nó sâu tít xiu phía dưới. Nghe tiếng suối thôi chứ không thấy. Ok. Restroom. Wow, nắng nóng quá. Bây giờ là 3-4 giờ gì à? Chắc phải 6 giờ nó mới mát lại. Đây. Đứng nghe vậy có gió nè. Ồ, có chỗ tắm luôn nè. Tắm này biết có đóng tiền hay không biết. Ồ, đóng cửa. Wow, restroom quá sạch sẽ. Cái một cái min ở cộng đồng gì là restroom gì là quá sạch nha mọi người. Quá sạch luôn. Wow. Tuyệt vời. Đồ của cô bèn số 3 liền ha. Đồ của cô bèn. Hey, give me show you the water gun. I put this somewhere. I put the other water gun somewhere. The big one. That was nice. Vậy. Chứ bà không công sao giờ quên đi trai. Bài rô quân. Hỏi đâu điện. Thấy chưa? Gái ăn lứa vậy, đảm đang trơn trọi à. Ai lưỡi ngày hôm nay hay quá vậy? Ủa, tối nay đi về hả? Chắc mẹ 9 giờ. Gần mà. Tao bầu 9 giờ 10 giờ tao sao đó. 10 giờ sáng mà. Nhậu tới 2 3 giờ sáng rồi không? Nói tới rồi. Hello anh. Lúc nào cũng về sớm bữa nay ở nhậu bữa giờ nãy bây giờ cũng đòi về nữa. Chuẩn bị mọi thứ. Dựng lều. Giờ trời nóng quá đang cắt ăn dưa hấu. Làm chai đi. Một đôi lồ. Dẫn mấy nhỏ xuống suối. Xuống suối tắm tắm mát. Đi 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 đi. Để cho mấy đứa nhỏ trước rồi đến mới tối mới đến phiên phòng mình. Dạ xử tụi nó trước. Đi 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 đi. Dạ lên đây nè, cái đường đây nè. Đi xuống suối là đi đường đây. Nãy giờ cứ nghe tiếng suối không à, chưa thấy. Dạ. Đi hướng này. Dạ. Ồ đi đi tới cũng gần á. Gần mà, tới rồi nè. Mấy phút à, 5 phút hả?
Xuống tắm, xuống tắm. Chủ chơi người ta tắm quá trời kìa. Đó, có cái hồ gì luôn nè. Người ta tắm quá trời kìa. Vi, xuống hồ tắm nè. Đi đi, dẫn con xuống. Để đi ẵm xuống, để đi ẵm xuống. Thì thấy con ấy nhỏ mới bò đây nè. Bắt lên nướng đúng không? Bò bên bên kia có cái hồ sâu kìa, tắm được kìa. Hồ đã xuống ngâm ngon á. Đó hồ này kìa. Em đi mang về không? Ngồi xuống đây, đừng ngồi quá. Ngồi xuống nhà má quá. Wow. Wow. Coi chừng nó không rắn nha. Wow. Ok, mọi người thì dựng lều hết rồi, còn mình thì tối nay sẽ ngủ trên xe. Mình set up cho ngủ trên xe. Thấy không? Tối nay mình ngủ trên đây. Set ghế lại hết. Rồi lên nằm ngủ thử. Hết hồn luôn. Ôi trời, trời con giả bộ con nằm thử, giả bộ con nằm xuống. Hay đi con lại nằm thử, mình thử vừa chiều dài nó vừa không? Vừa. Lần đầu tiên nằm lên xe nên chưa có kinh nghiệm, không biết nó vừa hay không nữa. Vừa. Con gái ngủ vừa được rồi. Được không con? Rồi giờ ra ăn chứ còn có bịch gì nữa. Giờ ra có ăn. Giờ mình còn lý được bịch. Thôi, giờ đi xuống ăn uống rồi thì tối ngủ chứ. Ok. Thấy cái giường ngon quá. Thấy giường ngon muốn nằm hả? Muốn hả? Đi xuống con. Đi xuống bên kia. Đây đi đóng cửa lại. Né chân ra nha. Bye bye. Bye bye. See you later. Đâu rồi? Cho Ly đâu rồi? Cho Ly Mỹ đó đâu rồi? Ok. Bây giờ là tham tú nhậu. Ủa gì hả? Dạ dạ. Ủa chưa tham tu nhậu hả? À? Ok giờ tham tu nướng. Quá trời quá đất luôn. Trứng lộn nữa nha, có trứng lộn luôn, có trứng lộn luôn. Ngồi trứng lộn luôn. Anh Hải hát hay quá cái bài. Anh Hải hát cái bài gì mà gặp vợ giả đò làm lơ không à? Đúng rồi, gặp bạn gái thì ôm con. Ô hai em. Hello anh Thành. Trời ơi. Hello anh. Yeah. Hello anh. Yeah. Quá đẻ quá đẻ. Ủa
Quá trời. Quá trời vui luôn, quá trời vui luôn. Julie, con đói bụng không? Con đụng lông nữa hả? Thì chị ta nó có giờ nấu màn bi nó còn biểu ngâm trứng lộn ở trong nữa. Chú gặm, ông này ông gặm đúng không? Chú chè. Chú chè gặm kìa. Vừa vậy. Nó bi nớp á hả? Ờ mua tụi nó ướp luôn. Ồ vậy hả? 12 đồng sao? Ủa sao bò đấy hả chị ta? Không, con em có mấy scooter. I know why I just bought it. Quá trời đồ ăn, quá trời đồ ăn luôn. Bây giờ chơi cái này. Oyster. Hào hào. Hào nướng, hào nướng. Đó, thợ nướng hào nhìn đẹp trai không? Ai ưng là ghẻ luôn á. Đó. Thấy không? Đó. Đẹp trai, mạnh khỏe. Vô. Hợp lại. Ok, văn nghệ. Quá. Wow, chơi gì trống vậy? No, đợi daddy, daddy ở ngoài đây. Lại gần bên anh đi. Lại gần bên anh. Anh sẽ để mặt trời lại gần bên anh. Hãy em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta. Kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta. Em có muốn đi thật xa. Ta chỉ sống một lần trên đời. Lắm chị em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời, anh chỉ một trên đôi môi. Lại gần bên anh sẽ để em mặt trời sớm hồng. Lại gần bên anh, hay em để anh chơi vơi. Sẽ còn đôi ta. Là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta. Em có muốn đi thật xa. Lại gần bên anh. Anh sẽ để em mặt trời. Lại gần bên anh. Bài không hát không vòng vòng không có chỗ ra. Cái bài nó dài lắm. Nó còn lại là khi đôi môi còn đỏ mọng. Bài nó đi dài. Bên kia, bên kia bị gì? Ok, how about you go to it? Okay, I just hold this part. You hold that part. Cô lăng đăng cái nút này. Oh, if you press it down, it go down. Okay. Just don't press it down. This one is funny. This one just only one. That's my dog. I don't want to see the kids. Only one. Only one people. But I just got it. I just told him. Also, I don't want my parents to see this. Chiều tối rồi, giờ bật lò sưởi lên. Chị đi vô kia luôn. Đúng rồi, ba kỹ lắm. Đúng chỗ luôn. Ai cũng đi tắm rửa rồi. Giờ còn leo que mấy anh em mình nè. Dạ, anh Hải đẹp trai. Hồi nãy mình tắm suối rồi. Mình lên là em lên là em chưa thay đồ luôn. Bây giờ áo thử ra đó. Giờ văn nghệ hát vài bài cho nó vui. Cuộc sống phải có văn nghệ. Nổ rồi ra. Giờ nó nướng bắp. Bắp nè, đồng giờ là 10 giờ tối rồi mọi người ơi. Tắt cái gì vậy? Hả? Cái này là chỉ có một người ngồi đây
bự chứ. Đừng ca chút. Nói chuyện. Tụi nó đêm này là ngủ 12 người. Ít quá, rồi đang lấy chiếc lớn hơn nha. Chơi chiếc lớn hơn. Bớt nữa được không tính. Ha, được rồi, từ từ cũng được. Không ấy bớt lửa thôi. Bớt chín chín từ từ thôi. Không sao đâu. Mà đông người chia ra cũng sao. Thơm quá. Bắp lên. Thì cái giá nó không được anh ơi. Ngủ rồi anh Đồng. Ừ. Vô. Vô. Sáng sớm chưa ai dậy hết. Camping là thích nhất là dậy sáng sớm chế cà phê, uống trà, ngắm cảnh. Hai mẹ con nó còn ngủ rồi. Ăn nhậu đã, giờ sáng ông cầm bịch ông cái bước chúng móc bọc ra, đi móc bọc ra. Sáng tinh mơ. Kiếm ly cà phê. Sáng ra là có Mr. B làm đoạn sáng cho cả nhà, thấy yêu thương chưa? Trời ơi. Sáng làm giới thiệu cho anh em một sáng nghe. Xúc xích đất không? Là cắt đứt ra nướng không? Gọi là xúc xích đất. Ăn sáng. Xếp ghế rồi chuẩn bị cà phê, trà, nước. Hỏi là chị Trâm có ly giấy không? Ly giấy chế cà phê chứ. Ly lại ly nhựa hơi bị. Ok, ai cũng lo dở lều. Trưa về. Rồi mọi người tập trung ăn sáng đây, rồi chuẩn bị mình nhậu tiếp. Nhậu tăng 2. Giờ mới bắt đầu nè nên, đúng không? À, vô, về. Ôi vô. Không có gì. Đỡ của em. Không có gì, không có gì. Cái nhà nhìn nghe cái tiếng game lần sau rồi nói hết nào hết rồi. Lát nữa ông cầm chai bia xuống suối đồ chụp hình nữa. Đúng không? Ừ, xuống suối. Không dọn đâu đã. Về. Lớp ba hồ. Hai trường bơi. Trường bơi. Ok, anh Tuấn về trước. Bye. Đi, giờ mình lên cho mấy nhỏ bơi xúc rồi về. Đi. Mấy mẹ ngon. Ngon không? Đi con. Dạ, lên Tuấn vô lên nhiều nữa. Ủa, gì nữa con? Đây. Vậy nó mới hết lại rồi.
lên 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 lên